Chào các bạn, ngày hôm nay tôi làm một cái video tôi nói về chất bảo quản. Nói đến chất bảo quản là vấn đề cũng rất nhạy cảm cho tất cả chúng ta. Khi nghe đến chất bảo quản thì tất cả mọi người chúng ta đều không thích. Nhưng mà với cái sự phát triển của công nghệ thực phẩm ngày nay, với cái mật độ công việc nhiều cho nên chúng ta dùng cái đồ ăn sẵn cũng rất là khá phổ biến ở trong siêu thị, trong nhà hàng. Thức ăn nhanh á, thì chúng ta thấy rằng là dù muốn hay không thì chúng ta cũng đang trực tiếp hoặc là gián tiếp để chúng ta ăn những cái thực phẩm đấy. Tức là chúng ta đang sử dụng chất bảo quản hàng ngày, mặc dù chúng ta có thể biết hoặc là chúng ta không biết. Vậy chất bảo quản là gì? Chất bảo quản thì nó định nghĩa là một chất tự nhiên hay tổng hợp thôi. Nó được thêm vào thực phẩm để ngăn chặn hoặc làm chậm lại cái sự hư hỏng, thối rữa và ức chế cái sự phát triển của vi sinh vật. Tức là cho sản phẩm chúng ta được lâu hơn, để gọi là chất bảo quản. Có nhiều chất bảo quản ngày hôm nay, có chất có lợi cho sức khỏe và nhiều chất cũng có hại cho sức khỏe, cho nên chúng ta cũng biết phân biệt chất nào là chất có lợi, chất nào là chất có hại. Và chúng ta cũng đừng có quy ước rằng là tất cả các chất bảo quản đều là xấu cả. Có nhiều chất bảo quản nó rất tốt, nó giúp ích cho chúng ta trong quá trình lưu trữ sản phẩm. Cho nên là chúng ta cũng phải nhận biết được. Hôm nay thì có nhiều chất bảo quản thì tôi cũng giới thiệu cho chúng ta về một chất, đó là chất bảo quản sodium benzoate. Sodium benzoate là một chất bảo quản mà rất phổ biến, nó khá phổ biến hiện nay. Nó là muối của axit benzoic, nó màu trắng không mùi và nó tan ở trong nước. Trong các thành phần, khi mà chúng ta có thể đi mua một sản phẩm, chúng ta nhìn lên thành phần chúng ta thấy là nó ghi là sodium benzoate hoặc là nó ghi là E211 đó, là chúng ta biết ngay là đây là sodium benzoate rồi. Nó ứng dụng rộng rãi trong một số thực phẩm như có tính axit mạnh, tức là axit mà nhỏ hơn 4 ấy, thì nó sử dụng nhiều như trong các mứt, đồ uống, nước ép trái cây, bánh kẹo, mứt, rau củ quả ngâm, bún phở, bánh nướng, bánh trung thu, chả cá, chả mực, tương cà, tương ớt, nước mắm, nước chấm, nước súp, nước sốt và rất chi là nhiều. Ngoài ra thì sodium benzoate nó còn được ứng dụng mà nó chống ra nước của nem chua, cho nên trong nem chua, đặc biệt là nem chua Thanh Hóa, là người ta rất sử dụng nhiều cái sodium benzoate này. Nhưng mà hầu hết là tôi thấy là đa phần người ta sử dụng sodium benzoate của Trung Quốc. Mà sodium benzoate của Trung Quốc thì nó tồn tại phenol rất là nhiều, cho nên là phenol là một chất gây ra ung thư. Mặc dù giá nó tốt hơn, nhưng mà tôi khuyến cáo là khi sử dụng cho thực phẩm thì chúng ta nên sử dụng sodium benzoate có nguồn gốc, đặc biệt là của sản xuất từ Mỹ, dạng bột mịn thì là tốt nhất. Về tác dụng phụ của sodium benzoate thì hiện tại thì người ta cũng đang nghiên cứu, cũng chưa có một cái phát minh nào hay là một cái nghiên cứu nào để nói về cái sự ảnh hưởng benzoate tới sức khỏe của con người. Nên có một cái khuyến cáo đưa ra là khi mà nó tác dụng với axit ascorbic, tức là vitamin C á, thì nó sẽ gây ra benzen. Thì benzen nó có tác dụng mà có thể nó gây ung thư cho cơ thể con người. Thì cái này cũng nó chưa có rõ ràng lắm, cho nên là chúng ta cũng cứ yên tâm chúng ta sử dụng. Khi chọn mua thì chúng ta thấy rằng là, như tôi đã nói là benzoate có nhiều loại lắm. Của Estonia, của Trung Quốc, của Mỹ, mà tôi khuyên là chúng ta nên dùng mà bên của Mỹ thì tốt nhất. Bên Mỹ thì nó có ghi là Made in USA, là chính thức từ Mỹ đấy, có từ USA. Nó có dạng bột mịn như trên hình ảnh đấy. Và chúng ta không biết thì chúng ta đến những cơ sở uy tín chuyên về công nghệ thực phẩm thì chúng ta liên hệ, chúng ta mua để chúng ta có thể yên tâm sử dụng cho cái sản phẩm của mình.
tôi cũng vừa trình bày xong về cái cách chúng ta có thể là nhận biết được chất bảo quản serum Menzoate của Mỹ và ứng dụng của serum Menzoate. Nếu mà trong chúng ta có những cái thắc mắc cần tư vấn thêm thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại ở trên màn hình, hoặc là chúng ta có cần tư vấn thêm về công nghệ thực phẩm, về chất bảo quản, về chất phụ gia thì chúng ta cũng có thể để lại số điện thoại, hoặc là có thể gọi điện trực tiếp. Công nghệ HTH chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc, những quy trình để giúp chúng ta có thể sản xuất được cách tốt nhất. Tôi xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào.